câu chuyện là anh chị có thể thấy là dẫn đến câu chuyện là anh chị có thể thấy là trong thời gian vừa rồi, khi mà lượng du khách mà không có đến với Phú Quốc nữa, thì một số cái dự án thì rất là vắng người, bởi vì ở những khu vực này là hầu như là thiếu những cái tiện ích sống. Thì nắm bắt được cái tình hình đấy thì Tân Á Đại Thành bắt đầu là triển khai một cái dự án, đó là dự án về nhà phố trong khu đô thị, nhà phố đô thị. Thì cái dự án đô thị mang đến cái nhu cầu của Phú Quốc đó là hiện nay là về tiện ích này, về một nơi để sống. Tại vì Phú Quốc như anh chị biết thì trước giờ Phú Quốc là cứ nói là về thúc đẩy về du lịch, là nào là thu hút về nhân lực chất lượng cao. Nhưng mà khi để thu hút được những cái nhân lực chất lượng cao đấy thì mình phải có một cái nơi đáng sống, những cái nơi và khu phố để cho người ta về đây người ta sẽ sinh sống. Thì mấy hôm cái thành Phú Quốc là một trong những cái dự án đi đầu và là một trong những dự án mà điển hình tại Phú Quốc để mà đáp ứng cái nhu cầu đấy. Thì trong thời gian vừa rồi Phú Quốc dù tình hình thị trường vẫn là có những cái dịch bệnh hoặc là có những khó khăn nhìn chung trên toàn thị trường, nhưng mà dự án My Home Capital Phú Quốc thì cũng rất là được cái sự quan tâm của nhà đầu tư, thể hiện qua những cái giao dịch trong thời gian vừa qua cũng rất là tốt. Thì ở đây thì là đại đô thị My Home Capital Phú Quốc thì mình có triển khai về các giai đoạn, là gồm có 4 giai đoạn. Thì hiện nay mình đang triển khai giai đoạn 1 đấy. Thì trong thời gian vừa rồi là cái dự án phát triển rất là tốt về các những cái shop house, là bởi vì là đây là giai đoạn đầu của loại hình đất đô thị. Như anh chị biết thì từ năm 2016 khi mà Phú Quốc bắt đầu có những cái dự án về shop house, thì thời điểm đó những khách nhà đầu tư mà đầu tư vào cái dòng shop house, tuy là cái đặc thù của dòng shop house là có thời hạn sở hữu từ 50 tới 70 năm, nhưng mà tại vì là người ta vào những cái thời điểm giai đoạn đầu của cái loại hình bất động sản này nên những cái nhà đầu tư thắng rất là lớn về những cái loại hình này ở tại Phú Quốc ha. Thì giai đoạn 1 mình đã triển khai các cái phân khu, đó là phân khu Aqua, phân khu Rosada, phân khu Apricot rất là thành công, và hiện nay chủ đầu tư đang triển khai tiếp tục phân khu Olive và phân khu Coral. Thì trong thời gian vừa rồi thì Wikiland cũng rất là may mắn được sự tin tưởng của chủ đầu tư đã giao cho một cái sản phẩm để mà triển khai, đó là sản phẩm về Shop House Garden. Và Shop House Garden nói đúng cái tên của nó là nhà vườn đấy. Nhưng mà xưa giờ anh chị có thể thấy là nếu mà trong khu đô thị á, thì mình thường biết tới một số loại hình chẳng hạn như là biệt thự này, nhà phố hoặc là căn hộ đó. Còn nếu như mà nói về nhà vườn thì anh chị sẽ nghe ở đâu đó là nhà vườn thì phải ở một khoảng nơi rất là xa, một nơi phải đủ, tức là không có gần trung tâm đâu, phải xa, thì lúc đó mới có những cái nhà có những khoảng vườn. Thì Shop House Garden là một cái loại hình đặc biệt mà nó là nhà vườn nhưng mà nằm trong khu đô thị. Thì đây là một cái trong những cái loại hình khá là đặc biệt anh chị. Nếu như mà anh chị biết là các nhà sưu tầm đi, chẳng hạn như một cái người mà sưu tầm xe hoặc sưu tầm đồng hồ, thì trong cái bộ sưu tập của người ta là phải có những cái đầy đủ những cái dòng sản phẩm mà cao cấp giá trị. Thì bất động sản vậy, rất là nhiều nhà đầu tư là người ta đã có trong tay về những cái sản phẩm chẳng hạn như là biệt thự này, đúng không? Biệt thự để ở, biệt thự nghỉ dưỡng, biệt thự mang những thương hiệu cao cấp, hoặc là có những cái khu nhà phố, những co mini hotel. Nhưng mà ở đâu đó thì cái loại hình mà nhà vườn á, ở trong khu đô thị là một trong những cái loại hình đặc biệt mà Phú dám chắc rằng không phải là nhà đầu tư nào hiện nay cũng đang có cho mình một cái sản phẩm mà nằm trong cái loại hình này. Thì về cái một số thông tin tổng quan về cái My Home Garden, thì cái số lượng của cái dự án, số lượng của cái loại hình sản phẩm này là có tất cả là 66 căn. Anh chị biết là cái dự án My Home Capital Phú Quốc giai đoạn 1 của mình là có rơi vào tầm khoảng gần 1.500 căn nhà phố và biệt thự, trong đó chỉ có 66 căn nhà vườn trong khu đô thị, tức là tương ứng với tỷ lệ là 4%. Thì đặc thù của cái loại hình này là có diện tích đất là từ 160m² đến khoảng 180m², và xây dựng là 3 tầng một tung, gồm có 2 mặt tiền, 3 mặt thoát. Và những cái căn này thì đang là đa phần là nằm ở trong những cái phân khu như là Rosada và Apricot, nên sẽ bàn giao nhà vào tầm khoảng cuối năm 2021 và đầu 2022. Để có một cái cảm xúc và có một cái nhìn tổng thể hơn, đi sâu hơn vào cái Shop House Garden, thì Phú cũng xin mời anh chị em mình cùng xem qua một đoạn video ngắn mà do anh em Wikiland tự làm để mà cho anh em biết được hoặc cho khách hàng biết được đến cái loại hình Shop House Garden.
Trên đây là một cái vài hình ảnh để truyền tải đến về về một cái những cái thiết kế của một cái căn shop house garden. Thì như anh chị biết đó, trong một khu đô thị thì đa phần là những cái nhà phố thì đa phần là chỉ mục đích là kinh doanh hoặc là biệt thự thì mục đích đa phần là để ở. Thì những cái khách hàng khi mà vào ở trong này đa phần là người ta hướng đến những cái sản phẩm nó phải có những cái gì, khi mà khách hàng đầu tư thì nó phải có một cái gì nó đặc biệt, nó phải khác biệt so với những cái loại hình sản phẩm còn lại. Tại vì anh chị biết là trong quá khi mà đầu tư thì đối với nhà đầu tư cái quan trọng nhất đó là cái tính thanh khoản và lợi nhuận. Thì đối với những cái dòng sản phẩm mà càng số lượng càng ít này, hoặc là có những cái giá trị mà gia tăng càng cao thì cái lợi nhuận gia tăng sẽ rất là tốt. Thì shop house garden là một trong những cái loại hình như vậy. Đối với những cái shop house garden, cái lợi thế của nó là gồm có hai mặt tiền và ba mặt thoáng. Tức là ba mặt thoáng là sao, anh chị sẽ thấy được cái không gian về ánh sáng, về cái đón gió và ánh sáng, và có một cái khoảng sân vườn ở bên ngoài, nên cái công năng của shop house garden sẽ rất là nhiều công năng. Thì nếu trường hợp là khách hàng có thể là ở thì khách hàng cũng có thể thiết kế cái shop house garden này như là một cái căn biệt thự, bởi vì anh chị biết là cái shop của mình là có về phần xây dựng nó là chiều rộng tới 6,5 m và chiều dài là tới 13 m, nó cũng gần như là rất là khá là không gian rất là rộng để cho người ta thiết kế về cái không gian để ở. Còn ngoài ra thì không để ở thì khách hàng có thể là vừa thiết kế vừa ở vừa kinh doanh. Vừa ở vừa kinh doanh thì khách hàng có thể ở giữa hai tầng dưới, khách hàng có thể là kinh doanh những cái kiểu như là những cái kiểu như là cà phê này, hoặc là về nhà hàng, hoặc là cái tầng trên thì khách hàng sẽ dùng để ở. Thì có nhiều, bởi vì có nhiều công năng như vậy thì hôm nay Phú sẽ chia sẻ đến anh chị em một cái câu chuyện về một cái shop house garden sử dụng cho một công năng đó là vừa ở vừa kinh doanh. Thì Phú sẽ đi sâu vào như nãy giờ video thì anh chị cũng đã cảm sơ về cái một cái shop house garden rồi. Thì bây giờ Phú sẽ đi sâu vào đối với những cái thiết kế của cái căn shop house garden này ha. Thì đây là anh chị có thể thấy đây là một cái hình ảnh của một cái biệt thự ở Phú Mỹ Hưng với diện tích là 155 m², ngang là 8,5 m và dài là 18 m. Thì qua đây anh chị có thể thấy là bởi vì cái điểm mạnh của một cái căn biệt thự đó là gồm có nhiều mặt thoáng, nên dẫn đến là cái ánh sáng khi mà vào trong căn nhà của mình nên cái cảm giác cái không gian rất là rộng và cảm giác là hòa mình với thiên nhiên ở trong cái căn nhà của mình. Đây là một trong những căn mà hiện nay ở Phú Mỹ Hưng cũng rất là nhiều cái biệt thự ở Phú Mỹ Hưng thiết kế với diện tích là khoảng từ tầm khoảng 150 m², trong khi cái dự án của mình cái loại hình về shop house garden thì diện tích nó rơi vào tầm khoảng là từ 160 tới 180 m², nên khoảng không rất là rộng để dư để mình có thể làm một cái căn biệt thự để ở. Thì đối với một Phú sẽ đưa ra một số cái phối cảnh, một số cái phối cảnh đối với cái mảng sân vườn kế bên. Thì đối với nếu như trong trường hợp mà khách hàng mua cái shop house garden mục đích để ở thì người ta có thể thiết kế những cái bối cảnh về những cái đài phun nước, những cái hồ cá koi, hoặc là có thể là những cái hồ bơi nhỏ kế bên những cái hông của căn nhà, phía bên cái phần đất sân vườn của căn nhà. Thì trên đây là một số cái phối cảnh của một số cái căn nhà mà hiện nay thực tế có cái khoảng không là phía bên hông rơi vào tầm khoảng từ 2 đến 3 m. Thì đối với căn shop house của garden của mình thì đa phần có cái khoảng bên hông của mình là rộng tầm khoảng 3 m anh chị, nên rất là rộng để cho khách hàng có thể bố trí, có thể thiết kế cho mình một cái mảng sân vườn tùy theo sở thích của mình. Hoặc là đây là một số thêm một số cái mảng sân vườn mà hiện nay mà nếu như anh chị thấy, nếu trường hợp mà đối với một cái căn shop house bình thường thì khi mà không có cái khoảng không ở kế bên và không có được cái khoảng không ánh sáng thì hầu như là đối với những căn shop là hầu như chỉ có ánh sáng từ phía trước và từ phía sau thì đón sáng và đón gió thôi. Nhưng mà khi có được cái khoảng không về ánh sáng ở phía bên đó, thì cái cảm giác không gian ở bên nhà rất là rộng. Và để mà nếu trong trường hợp mà mình thiết kế tối ưu được cái ánh sáng và tối ưu được cái mảng sân vườn thì cái căn nhà của mình rất là đẹp anh chị, và phù hợp cho rất là nhiều, cho có thể là ở cho con cái có thể vui chơi vui đùa ở ngoài cái mảng sân vườn của mình. Và ngoài mục đích để ở thì mình cũng có thể là hiện nay như anh chị biết là khi mà con người mà thường là có xu hướng là hòa mình vào cái thiên nhiên thì cũng cái với tinh thần đó thì đa phần chẳng hạn như giờ bây giờ mà mình đi ăn đi uống gì đi, chẳng hạn như đi uống cà phê, mình cũng sẽ chọn vào những quán cà phê có mảng sân vườn nhiều. Hoặc là mình có đi ăn đi thì mình cũng sẽ chọn vào những cái nhà hàng có những cái có thể là vừa ở trong cái phòng phòng máy lạnh này, đúng không? Và cũng có thể là ngồi cái ở bên ngoài hòa mình vào cái thiên nhiên. Thì đáp theo cái xu hướng đó thì anh chị sẽ thấy là hiện nay một số cái thương hiệu chẳng hạn như cà phê, hoặc là thương hiệu cà phê Highland hoặc Starbucks, hoặc là những cái nhà hàng ăn uống thì người ta thường có xu hướng là người ta thường chọn những cái
những cái mặt bằng á, mà có xu hướng là có ba mặt thoáng và có cái khoảng không gian ở phía ngoài tuy mắc hơn tí xíu, nhưng mà người ta sẽ đi theo xu hướng, đi theo cái nhu cầu của thị trường và đi theo cái nhu cầu của khách hàng. Đấy, thì nên hiện nay đối với 66 căn so với tổng thể khoảng gần 1.500 căn đây, thì cái lượng khách hàng, một những cái nhà hàng, những cái cà phê mà tới thuê thì khả năng về cái tỷ lệ mà cho thuê thì cao hơn so với những cái loại hình khác ha. Thì bây giờ Phú sẽ đi vào cái một cái căn shop house garden ha, vào thiết kế và một căn shop house garden. Như hồi nãy anh chị thấy thì đã có cái video để anh chị hình dung rồi. Thì hiện nay đối với một cái căn shop house garden thì có cái diện tích đất là từ 160 tới 175 mét vuông. Tức là anh chị sẽ thấy là hiện nay các cái biệt thự ở trên thị trường hoặc là ở Phú Quốc mình đi, thì biệt thự cũng có những căn nó diện tích nó rơi vào tầm khoảng cái diện tích như thế này, tầm khoảng 165 170 là có thể là có một cái biệt thự song lập hoặc biệt thự tứ lập rồi. Với giá bán hiện nay ở Phú Quốc là rơi vào tầm khoảng từ 23 trên dưới 23 24 tỷ một căn biệt thự như vậy. Nhưng mà anh chị nhớ là khi mà bàn giao biệt thự và nhà phố, cơ bản là chủ đầu tư cũng sẽ bàn giao là hoàn thiện mặt ngoài và thô bên trong, nên cái việc mà công năng sử dụng sau này của cái căn nhà phố của mình như thế nào hoặc biệt thự của mình như thế nào thì do cái thiết kế của mình nữa, của gia chủ ở bên trong nữa. Thì diện tích đất là 160 tới 175 mét vuông. Trong đó thì dài là khoảng từ rộng là từ 9 đến 10 mét, là mặt tiền ấy, mặt tiền là rộng khoảng từ 9 đến 10 mét và dài là 18 mét. Với diện tích sàn xây dựng là 84,5 mét vuông. Thì anh chị thấy là ở đây là xây dựng là gồm có 3 tầng một tung này, lùi trước là 3 mét, lùi sau là 2 mét. Đấy, và chiều ngang của cái phần mà xây dựng là 6 mét rưỡi, khoảng không rất là rộng để cho khách hàng có thể bố trí, có thể thiết kế theo cái công năng căn nhà của mình. Và tổng diện tích xây dựng là 287,41 mét vuông. Đây là tổng diện tích sân vườn là khoảng từ 75 tới 90 mét vuông. Anh chị có thể thấy nếu trường hợp một cái căn shop bình thường thì cái khoảng không ở phía trước và phía sau sẽ bị ngăn cách, nên khi đó thì hầu như chủ nhà không sẽ không sử dụng hết cái công năng của cái hai cái khoảng không này trong trường hợp đối với những cái căn thường. Thì đối với những căn mà sân vườn đó, thì khi mà người ta có cái khoảng không, khoảng sân vườn ở phía kế bên đó, người ta sẽ kết nối được cái khoảng không phía trước, tại vì khoảng không phía trước là lùi 3 mét, khoảng không phía sau là 2 mét. Thì khi mà kết nối lại thì sẽ có một cái khoảng sân vườn rất là rộng bao bọc xung quanh cái căn nhà của mình. Thì ở đây Phú sẽ giới thiệu đến anh chị về một cái căn shop là công năng là hai tầng dưới là để ở và cái tầng trên là để mình tầng 3 là để mình ở, còn tầng trệt và tầng 1 là để mình kinh doanh ha. Đây thì như anh chị thấy thì đối với cái khoảng không kế bên, nếu trường hợp mà để ở thì khách hàng mình có thể là làm, có thể là hòn non bộ này, có thể là hồ cá coi. Và anh chị biết là hầu như ở đối với trong một khu đô thị hiện nay thì người ta, một là người ta phải đậu xe ở ngoài đường, hai là người ta phải đưa xe chạy thẳng vào trong nhà thì mất một cái khoảng không rất là lớn. Và ví dụ như cái chỗ đậu xe cũng rất là quan trọng nha anh chị. Anh chị biết là ở thành phố Hồ Chí Minh mình hiện nay, một chỗ đậu xe có những cái khu mà dự án về nhà ở cao tầng, căn hộ, người ta bán một chỗ đậu xe là tới 500 triệu. Nên ở đâu đó trong một khu đô thị mà cái chỉ cần một cái căn nhà, một trong số ít những căn nhà có chỗ đậu xe tại trong nhà, nó là một cái sự khác biệt rồi. Thì ở đây nếu trường hợp để ở thì khách hàng có thể là phía sau mình làm hồ cá coi, hoặc là làm cái hòn non bộ, hoặc là có thể là làm cái những cái mảng sân vườn ở phía sau. Còn phía trước á, mình có thể làm một cái chòi. Đấy, ở phía trước có thể bình thường mình có thể đặt một cái như cái ở trên cái bút laser mà Phú đang chiếu ở đây. Thì anh chị thấy phía trước là mình có thể đặt một cái những cái bàn xếp để khi mà có khách cứa thì có thể ngồi ở bên ngoài. Và buổi tối thì mình dọn cái bàn đó và đưa xe thẳng vào bên trong. Tại vì với cái khoảng mà chiều rộng mà tầm khoảng trên dưới 3 mét thì xe vào rất là thoải mái anh chị. Thì mình có gọi là những cái đặc quyền của những cái khách hàng trong 66 căn shop này thì có cái chỗ đậu xe riêng nếu trường hợp mà khách hàng dùng để ở. Đấy. Còn ở đây nếu trường hợp mà công năng để kinh doanh thì anh chị có thể thấy là ở đây thì Phú lên ý tưởng thiết kế đó là bởi vì khoảng không 3 mét nên phải cần cái đường đi. Nên ở đây mình sẽ thiết kế đó là đưa cái bàn, những cái bàn này áp vào trong cái khoảng sân vườn với những cái hàng cây ở đây, và ở ngoài á, là thì sẽ có cái khoảng đường đi. Và như thế này thì người ta sẽ tối ưu hóa, tối đa hóa được cái lượng khách hàng khi mà vào trong cái vào ngồi để ăn, để uống ở trong này. Thì anh chị biết là nếu rất là nhiều khách thì bây giờ chẳng hạn như người ta có thể là mở hẳn luôn cái khoảng cửa ở bên hông để người ta mở ra cái không gian của bên trong cái căn nhà tầng trệt và của bên ngoài, thì khi đó cái khoảng không kết nối ra bên rất là rộng anh chị.
160 mét vuông là một cái mặt bằng rất là rộng để cho người ta thiết kế setup rất là nhiều bàn và bố trí nhiều cái bàn ăn uống khác nhau ha. Thì đây là một cái sự tối ưu rất là lớn mà anh chị có thể thấy đây. Còn cái khoảng không phía sau thì mình sẽ sử dụng cho mục đích là chẳng hạn như làm những cái bồn rửa, bồn rửa luôn ở bên này, thì nó cũng sẽ tối ưu hóa được những cái tiện ích và công năng mà mình cần trong quá trình là mình kinh doanh về nhà hàng. Thì Phú sẽ đi vào từng cái phối cảnh của một cái căn sân vườn. Đây, đây là khoảng bên hông, thì anh chị thấy đây, bởi với khoảng không mà tầm khoảng 3 mét thì mình sẽ đưa cái bàn áp vào gần cái khoảng bên chỗ cái giáp với cái căn nhà kế bên. Khi đó thì khoảng không sẽ có một chiều cái khoảng đường đi rất là rộng để cho khách có thể đi, hoặc là có thể là những người mà phục vụ người ta có thể đi ở đây. Thì và khi mà đưa được cái khoảng không thế này thì tối đa hóa được cái người ngồi ở trong cái phạm vi mà cái căn nhà của mình. Đây là mình nhìn từ phía sau tới phía trước nha anh chị. Đây. Thì anh chị, như anh chị thấy đây, từ bên ngoài nhìn vào thôi thì nhìn được thấy được cái khoảng không của bên trong, nên mình thấy được là ồ, khi mà có được cái khoảng bên hông á thì nó mở ra đón ánh sáng và đón gió ở bên ngoài, thì mình thấy một cái khoảng không rất là rộng. Từ bên ngoài nhìn vào thì người ta cũng có một cái cảm giác thì đó nó không gian rộng, không bị bó hẹp lại, và từ bên trong nhìn ra cũng vậy nữa. Đây là mình đặt những cái bàn, có thể là đặt ở trước ha anh chị. Ở trước mình có thể đặt những cái bàn cà phê. Đây, đây là bối cảnh ở phía trước, thì mình có thể là đặt những cái bàn ở phía trước, có thể cà phê. Thì anh chị thấy nếu như mà một cái căn góc đi, một căn mà hướng tới garden, trong quá trình mình thiết kế mà mình đưa những cái mảng xanh vào, thì cái nhìn cái không gian của cái căn garden của mình sẽ rất là khác biệt so với những cái căn còn lại. Đây là vào buổi tối, toàn cảnh vào buổi tối. Và đây, đây là thiết kế của cái tầng trệt bên trong. Này thì mình đã đi từ bên ngoài rồi, bên ngoài mình nhìn vào. Và đây là một cái thiết kế từ bên trong mình nhìn ra. Thì nếu trường hợp mà đây ở bên này, nếu không có cái mảng kính này, thì anh chị sẽ thấy một căn shop bình thường sẽ là nó bị bịt kín lại và cái không gian nó không được có mở rộng ra như những cái căn shop garden này. Thì ở đây, bởi vì cái khoảng không và ánh sáng mình đưa cái thế mạnh này vào, nên trong thiết kế thì Phú cũng đưa lên ý tưởng thiết kế là về cái mảng miếng, về màu sắc của cái căn shop house garden và nội thất đó, nó sẽ nhẹ nhàng để cảm giác cái nó tối đa hóa được cái không gian, và nhiều lúc cái cảm xúc của mình đó, sẽ thấy cái không gian nó rất là rộng. Nên anh chị thấy là tuy dự án của mình là dự án đa sắc màu, ở bên ngoài thì nhìn rất là nhiều màu sắc, nhưng mà vào bên trong Phú sẽ đưa những cái mảng miếng nó nhẹ nhàng và đưa những cái về lam gỗ này, tre nứa đưa vào, và sử dụng những cái màu sắc chẳng hạn như xanh ngọc nhẹ nhàng, hoặc là xanh nước biển nhẹ nhàng, hoặc là những cái màu cam màu trắng. Thì khi đó cái cảm giác không gian với cái ánh đèn màu sáng ở trên nữa hắt xuống, thì cảm giác không gian rất là rộng, rất là thoáng anh chị. Đây, ngay cả những cái bàn lễ tân cũng vậy, thì Phú sẽ đưa vào những cái mảng miếng nó nhỏ làm những cái điểm nhấn. Tuy nó nhỏ thôi nhưng mà nó vừa giống như vừa thiết kế, nhưng mà mình vừa có thể sử dụng những cái công năng về lễ tân ở đây ha. Đây là không gian từ cái chỗ quầy lễ tân nhìn ra. Đây. Anh chị thấy thiết kế với chiều rộng là 6,5 m thì mình thiết kế rất là hợp lý. Nếu mà mình bày bố đối với căn shop house garden, cái lợi thế, cái khoảng không của nó, nên mình sẽ thiết kế rất rất là thoáng, rất là rộng anh chị. Và tiếp theo là bố trí của tầng 2, đó là công năng về kinh doanh. Cũng như vậy nữa, bởi vì cái tầng 2 là cái tầng nó sẽ có cái khoảng không, cái điểm mạnh của nó là có cái khoảng không kế bên hông và có cái mảng miếng về kiến sẽ đón nắng và đón gió ở bên ngoài. Thì ở đây Phú sẽ thiết kế đưa những cái về WC, tại vì và cái thứ hai là cái kho, bởi vì trong quá trình kinh doanh á thì mình cần cái kho, thì Phú sẽ sử dụng cái không gian đối với cái cầu thang luôn, mình sẽ sử dụng cái này để làm một cái không gian coi như là không gian chết. Như vậy thì cái khoảng không gian còn lại là mình có thể bày bố, mình có thể tự do bố trí, và khoảng không gian này rất là rộng anh chị. Đây, đây là anh chị thấy là đối với những cái căn ở tầng 2 này. Tầng 2 thì bởi vì cái không gian rất là rộng, nên không gian kiến ở bên đó, nên anh chị thấy rất là rộng, và cái cảm giác khi mà mình ngồi kế bên những cái mảng kiến này thì cảm giác rất là thoải mái, bởi vì mình hòa mình vào thiên nhiên. Đây là một cái cảm xúc mà nếu như vậy, như mình hoặc là như là anh chị mình có đi ăn uống hay gì đó cũng vậy nữa, mình sẽ chọn những cái nơi mà nó đón nắng đón gió, hoặc là những nơi gần cây cối, hoặc những cái nơi yên tĩnh. Thì garden là một trong những
sản phẩm loại hình có yếu tố đặc trưng và điểm mạnh của nó là về cái này. Đấy, thì ở đây anh chị thấy này, ngoài cây cối, tre nứa và lam gỗ thì sử dụng những cái màu sắc rất là nhẹ nhàng nên cảm giác không gian anh chị thấy là rất là rộng, rất là thoáng ha. Và cảm giác khi mình vào đây thì rất là dễ chịu anh chị. Và tiếp theo là tầng 3. Tầng 3 thì ở đây cái câu chuyện của mình đó là khi mà ở hai tầng dưới mình kinh doanh thì tầng 3 là mình công năng để mình để ở. Thì anh chị thấy ở đây là bởi vì cái cùng cái điểm mạnh của nó là khoảng không gian nó và đón nắng đón gió nữa, đón ánh sáng nữa nên tất cả các phòng đều có ánh sáng. Đây là một cái điểm rất là mạnh, giống như khi anh chị đi mua căn hộ cũng vậy hoặc là bất kỳ cái gì cũng vậy. Nếu mà anh chị ở những cái căn góc á, thì các cái phòng ngủ hoặc là các cái phòng khách và phòng bếp đa phần đều được là đón nắng và đón ánh sáng. Thì cái này về phong thủy, về mọi thứ đều rất là tốt anh chị. Và bởi vì công năng để ở nên Phú sẽ sử dụng tối đa hóa diện tích cho mục đích để người ta nghỉ ngơi. Thì ở đây là phòng ngủ và nhà vệ sinh thì Phú và phòng nhà tắm Phú sẽ làm rất là rộng. Về cái nhà tắm và nhà vệ sinh ở đây không thì cái diện tích nó rơi vào tầm 14 mét anh chị. 14 mét tức là một cái diện tích nó đủ lớn, nó tương đương với có thể là những cái phòng tắm của căn biệt thự luôn. Ở trong này có bồn tắm nằm, có nhà vệ sinh, có bồn tắm đứng, có đầy đủ hết. Và cái nhà vệ sinh này, phòng bồn tắm này cũng là view ra được bên ngoài, đón nắng, đón ánh sáng. Và ở đây cái phòng ngủ cũng vậy nữa. Cái giường ngủ thì sẽ có ngay góc là ở đây mình sẽ có vừa có ban công. Đấy, ban công vừa đi ra ngồi, có thể là trên đầu giường này là có thể là ở, có những cái cửa sổ đón gió và đón ánh sáng vào. Nên ở đây là anh chị là thấy một cái không gian nghỉ ngơi như một cái trong những cái căn mà như resort vậy đấy. Còn ở bên ngoài thì với một cái không gian còn lại thì sẽ bố trí đó là về phòng khách và phòng bếp. Bởi vì không gian của mình không đủ rộng, không quá rộng nên mình ở đây mình sẽ sử dụng cái không gian chung. Đó là đây anh chị sẽ thấy khi mà mình sử dụng mà chẳng hạn như khách mà nhiều đi, ngồi ăn đi thì mình có thể tận dụng tối đa hóa cái diện tích của cả phòng khách và phòng ngủ và phòng bếp. Và khi mà mình ngồi chơi xem phim cũng vậy nữa, mình cũng có thể là dẹp cái bàn, dọn phòng ăn đi và mình có thể sử dụng cho cái công việc mà ngồi chơi hoặc là xem TV. Và anh chị thấy là cái không gian ở đây là cái không gian về ánh sáng kế bên hông, nó là một cái điểm mạnh rất là lớn anh chị. Ở đây thì mình có cái lô gia phơi đồ luôn nha anh chị. Tức là đối với một tầng mà với diện tích như đây thì mình đã sử dụng nó tương đương với diện tích một căn hộ anh chị, 84 m² mà, nên mình sẽ có cái công năng là về đầy đủ hết công năng. Đây, garden house ha. Đây là cái khoảng không của cái chỗ phòng khách và phòng bếp. Đấy, thì anh chị thấy là mình sẽ không có ngăn và mình sẽ để thoáng như vậy để trong trường hợp mà tùy theo cái mục đích, tùy theo nhu cầu của gia chủ mình có thể làm. Hoặc là anh chị thấy nếu như mình thiết kế thế này là nó giống một cái studio. Đối với bây giờ hiện nay mà trên thị trường hiện nay căn hộ thôi tầm khoảng 2-3 m² là người ta đã làm một cái studio được rồi. Thì ở đây mình tới 80 m² mà trừ đi khoảng cầu thang thì rơi đó còn rơi vào tầm khoảng trên dưới 70 m², nó dư sức để làm một cái studio hoặc là làm những cái về nghệ thuật hay là người ta đi ra nghỉ ngơi ở ngoài này ha. Đây là cái phòng ngủ rất là rộng anh chị thấy này. Nếu mà phòng ngủ mà mình chỉ có một bên cái cảm giác thôi, chỉ có một cái bên hông này là ánh sáng thôi thì cảm giác phòng ngủ cũng cảm giác là nó sẽ không có được rộng như thế này. Nhưng mà khi mà bởi vì là ánh sáng nó vào ở khắp nơi và mình hòa với thiên nhiên, hòa với cái không gian ở bên ngoài, cái mảng miếng hòa với không gian ở bên ngoài rất là lớn nên anh chị sẽ thấy cái hầu như là cái không gian ở trong phòng ngủ là rất là rộng. Đây là góc nhìn từ cái chỗ phòng bếp qua. Đấy. Thì tiếp theo thì anh chị biết là Shophouse Garden là 66 căn nhưng mà trong thời gian vừa rồi tuy là chưa có triển khai mạnh và thị trường cũng đang có một số cái hơi trầm lắng bởi vì dịch Covid, nhưng mà anh chị thấy là chỉ mới ra thôi nhưng mà trong giỏ hàng 20 căn của Wikiland thì hiện nay là đã giao dịch 6 căn rồi, chỉ còn 14 căn thôi. Và hiện nay trong tổng số 66 căn trên thị trường chỉ còn rơi vào tầm khoảng trên dưới 14-15 căn thôi anh chị. Nên đây cũng là một cái cơ hội rất là lớn cho nhà đầu tư. Và đặc biệt thì đối với những cái căn mà Shophouse Garden ở bên trong, thì những cái trục đường 13 m² á, điểm mạnh của nó có một cái đó là diện tích lớn. Ví dụ như một số căn là có diện tích tới 180 m², tức là có khoảng không rất lớn. Nhưng mà giá hiện nay nó chỉ rơi vào tầm khoảng trên dưới 13 tỷ đồng một căn. Như anh chị biết đó, là đối với shop ở Phú Quốc hiện nay có cái điểm mạnh này. Ở Phú Quốc hiện nay đối với những cái dòng mà shop á, là đa phần giá phải không, anh chị mà tìm là hầu như không có những cái loại hình nào mà dưới tầm dưới 12 tỷ nữa. Mình nói giá từ chủ đầu tư nha anh chị. Còn đối với biệt thự á, thì giá nó rơi vào tầm khoảng từ 24-25 tỷ trở lên.
Đó là đối với những mình đang nói là đối với những căn biệt thự mà để ở hoặc là biệt thự mà có thời hạn sở hữu luôn thì cũng có tầm giá như vậy. Nhưng mà đối với một cái căn nhà vườn ở trong một khu đô thị đầy đủ tiện ích với có nhiều công năng sử dụng như vậy, tức là có thể công năng để ở, có thể công năng vừa ở vừa kinh doanh, hoặc có thể là công năng sử dụng tối đa để mình kinh doanh, tức là rất là nhiều công năng anh chị. Nhưng mà với tầm giá đầu tư trên dưới khoảng 13 tỷ đồng một căn thì ở Phú Quốc hiện nay dám chắc rằng chỉ có cái loại hình đó là shophouse garden. Thì ngoài ra thì ở trong này thì Phú cũng rất là gọi là rất là thích luôn, rất là thích đối với một cái loại hình đó là shophouse garden nằm ở trên cái trục phố, đó là trục phố Hàn Quốc anh chị. Đây đây là hiện nay là có khoảng 9 căn trên trục phố Hàn Quốc, nhưng mà hiện nay đã bán hết 3 căn rồi, chỉ còn lại tầm 6 căn thôi. Và anh chị biết là đối với cái khoảng diện tích này là cái con đường của nó là rộng tầm khoảng từ 70 tới 100 mét anh chị. Nếu mà nói là con đường rộng nhất ở ở đô thị Mê Hong thì đây là con đường rộng nhất. Bởi vì á, có mỗi bên làm đường mỗi bên là có 13 mét rưỡi. Đúng không ạ? Mỗi bên làm đường là có 13 mét rưỡi. Ở giữa là có trục phố check-in rộng từ 30 tới 70 mét. Đó. Và nếu như mà chủ đầu tư không cần đầu tư cái trục phố check-in này thì chủ đầu tư chỉ cần làm một cái con đường thôi. Chỉ cần làm ra con đường thôi là thấy con đường rất là rộng và giá trị rất là lớn. Nhưng mà ở đâu đó chủ đầu tư lại bỏ ra một khoản tiền rất là lớn nữa. Đầu tư vào ở đây một cái trục đường rất là nhiều tiện ích, rất là nhiều cái điểm check-in. Thì anh chị thấy là cái trục đường này phải là cái trục đường đắt giá nhất tại Mê Hong Capital Phú Quốc. Anh chị đi ra chẳng hạn như khu phố Nguyễn Huệ đi thì sẽ có là ở giữa là trục check-in, hai bên là những cái là hai làn đường. Thì anh chị sẽ thấy là đây là nơi mà người ta đi bộ này, người ta sẽ dừng chân ở lại nơi đây. Và thường đối với một bất động sản á, giá trị nhất là bất động sản nào? Là bất động sản mà có thể kinh doanh tốt, tức là lưu lượng khách đến đó để người ta kinh doanh tốt. Thì trong khu đô thị ở nơi nào lưu lượng kinh doanh tốt thì ở đó chắc chắn cái giá trị nó sẽ gia tăng rất là cao và giá trị bất động sản sẽ tăng rất là tốt. Và ở đây á, thì trên cái trục đường này thì người ta sẽ làm những cái quảng trường đài phun nước này, làm những cái tiện ích. Ở trên này là có cả hai cái tiện ích rất là lớn. Tiện ích thứ nhất là nhà hát con sò và thứ hai là trung tâm giải trí. Và trung tâm giải trí này là cái tiện ích mà lớn nhất tại trong khu đô thị Mê Hong đó. Nên anh chị thấy là và trên này á, là có một cái những cái căn loại hình mà shop như anh chị biết trong thời gian vừa rồi đó là do Daewoo người ta vào hợp tác phát triển với Tân Á Đại Thành đấy, đó là tầm khoảng 90 căn shop khu phố Hàn Quốc. Thì đối với những căn shop này với giá bán nó rơi vào tầm khoảng trên dưới 35 tỷ một căn. Anh chị thấy với diện tích 117 mét vuông, giá bán trên dưới 35 tỷ một căn. Trong khi đó hiện nay đối với những căn shop garden là nhà vườn đấy, đặc biệt rất đặc biệt ở trên cái trục phố này mà có với diện tích tầm khoảng là 170 175 mét vuông với giá bán tầm khoảng trên dưới 22 tỷ một căn. Tức là giá tốt hơn rất là nhiều và diện tích lớn hơn rất là nhiều. Diện tích lại lớn hơn, công năng sử dụng lớn hơn và loại hình nó đặc biệt hơn. Đấy và cũng nằm trên cái trục phố này luôn. Thừa hưởng tất cả những cái tiện ích của Daewoo sau này người ta có đi vào phát triển đi thì hầu như những cái căn trên trên đường Hoa Sứ thì hầu như là người ta thừa hưởng tất cả những cái tiện ích trên đây, kể cả thành phố ánh sáng này, đúng không ạ? Anh chị cứ hình dung bây giờ sau này đi, ở phía trước là một khu clubhouse về vui chơi giải trí, rất là nhiều khách hàng ở đấy, thì chắc chắn những cái ông mà thư quán cà phê về thương hiệu, những cái Starbucks, những mà có những cái mặt bằng mà về sân vườn ở đối diện những cái đó thì anh chị có thấy có dễ cho thuê hay không? Đúng không? Giá trị cho thuê có cao hay không? Đấy, nên ở đây hiện nay khi mà mới ra 9 căn và hiện nay là trong thời gian vừa rồi là đã bán hết 3 căn rồi, chỉ còn bây giờ là chỉ còn 6 căn. Thì theo Phú đây là một trong những cái sản phẩm mà khách hàng mua là chắc chắn về sau là hầu như là không, hầu như là nó rất là giới hạn, rất là limit, không 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 vô giá đấy. Và ở trên này có đặc biệt có một căn nữa, đó là căn APF71. Thì căn APF71 này là có diện tích đất là 224 mét vuông và với cái khoảng không mà về cái sân vườn là rơi vào tầm khoảng tầm 140 mét vuông. Nhưng anh chị có thể thấy đây đây là có thể là gọi là căn shop duy nhất tại khu đô thị Mê Hong có khoảng sân vườn rộng như vậy. 140 mét vuông là khoảng sân vườn và đối diện với nó là cái khu quảng trường trung tâm của giai đoạn 1 khu đô thị Mê Hong. Đấy, nên đây cũng là một hầu như đây là những cái hoa hậu, những cái căn hoa hậu tại trong khu đô thị Mê Hong. Nên rất Phú rất là muốn chia sẻ cho anh em về những cái sản phẩm như thế này ha. Thì Phú sẽ đi sơ qua tại sao mà Phú nói là cái trục phố check-in nó lại đắt giá như vậy. Chẳng hạn như anh chị thấy là khu đô thị Sala ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện nay khu đô thị Sala có một cái trục check-in ở giữa và hai bên cũng có hai con đường.
Và ở đây á, thì hiện nay là cái giới mà đi bộ, dạo bộ này, chạy bộ này, hoặc giờ những cái bạn trẻ thì hay tới đây để check in và dạo bộ. Thì khi đó thì những cái quán kế bên anh chị có thể thấy The Sea, hoặc là những cái quán về quán spa, hoặc là về cà phê, Starbucks, hoặc là những cái siêu thị á, thì mở rất là nhiều bên hai dải đường này. Và lượng khách, lưu lượng khách qua đây rất là nhiều. Và ở trong khu đô thị Sala thì cái tuyến đường này là một trong những tuyến đường có rất là đắt giá và có cái tính thanh khoản rất là tốt. Bởi vì giá trị có thể là nó sẽ thấp hơn so với những cái trục đường lớn, nhưng cái công năng sử dụng và cái kinh doanh, hiệu quả kinh doanh thì nó rất là cao. Đấy. Và cái thứ hai, nếu như mà nói về một cái trục check-in, tất nhiên là về một cái dự án thì nó cũng không có liên quan về khu đô thị. Nhưng mà để Phú nhấn mạnh hơn về giá trị về cái trục đường check-in thì Phú nói đến đó là cái khu Grand World. Như anh chị mà biết mà đã tìm hiểu về thị trường Phú Quốc thì anh chị sẽ thấy là Grand World là về số lượng sản phẩm rất là nhiều, tầm khoảng trên 1.000 căn shop. Nhưng mà ở đâu đó hiện nay cái dòng ngay cái trục sông ven ấy, là cái trục mà cái tính thanh khoản tốt nhất, bởi vì sau khi mà đi vào vận hành ấy, thì cái lượng khách, lưu lượng khách người ta đi bộ đi qua đây thì rất là nhiều. Dẫn đến cái câu chuyện là đối với những cái người mà người ta kinh doanh ấy, người ta rất là muốn thuê những cái mặt bằng trên trục đường này. Đấy, và khi mà thuê những cái mặt bằng trên trục đường này thì bây giờ hiện nay tính thanh khoản của những cái loạt của những cái trục check-in này rất là tốt. Những cái căn mà diện tích 81 m² có giá hiện nay thị trường rơi vào tầm khoảng 14 tỷ rưỡi anh chị, và có mức chênh lệch nó rơi đâu đó khoảng tầm khoảng trên dưới 3 tỷ một căn đấy. Nên anh chị thấy là trong quá trình đầu tư, cái tính thanh khoản và giá mình hướng đến cho khách hàng, đó là cái tính thanh khoản và giá trị đầu tư, cái giá trị lợi nhuận. Đó là lý do tại sao mà Phú nói đến cái trục đường check-in này đấy. Thì đây là cái trục check-in anh chị thấy này. Thì có một cái khu ở giữa thì sẽ có cái tiện ích, đó là khu vui chơi giải trí. Với cái khoảng diện tích hai bên, đó, đây, những cái căn đối diện ở đây là anh chị thấy là đối với những căn shop đề gu này có giá trên dưới 35 tỷ một căn. À. Nên sau này những cái căn này là mình sẽ thừa hưởng tất cả những cái tiện ích. Thực ra những cái căn này người ta đắt là vì sao? Bởi vì người ta quy hoạch về tiện ích, giá trị tiện ích người ta sẽ xây dựng cho nó. Mà kèm theo đó thì khi mà ông xây dựng thì tự nhiên mấy cái ông bên này ông được hưởng luôn, bởi vì nó là mặt tiền mà, ngay mặt tiền luôn, đúng không ạ? Và anh chỉ thấy là các cái khoảng không về cái con đường này, đây phải nói là cái con đường lớn nhất của khu đô thị Mây Hôm giai đoạn 1, với khoảng rộng là tầm khoảng từ 70 tới 100 mét, với hai làn đường hai bên và ở giữa có trục check in được đầu tư tới rất là lớn anh chị. Đối với những cái căn đề gu thì theo Phú thông tin được biết thì người ta đầu tư tới gần 2.000 tỷ đó, chưa tính những cái khoản đầu tư cho những cái trụ những cái về cái clubhouse, hai clubhouse, hoặc là những cái mạng về sân vườn, hoặc là những cái tượng đài đất sét về những cái trên phục vụ cho tiện ích check-in ở trên này, trên con đường này. Thì đây anh chị thấy là ở trên này thì hiện nay là mình đang có một số căn mà anh chị thấy đang nháy nháy ở đây. Thì hiện nay ở trên đối với cái khu Abricot thì đã bán một căn rồi. Đấy. Và đây, đấy, anh chị thấy nếu sau này mà những cái Starbucks hoặc là những cái quán cà phê Highland hoặc gì đấy, người ta rất là chuộng để mà thuê mặt bằng những cái này. Nên khi trong quá trình đầu tư anh chị, thì khách hàng chẳng hạn như người ta muốn giữ đi, người ta muốn giữ lại, thì trong quá trình giữ đấy, người ta không ở Phú Quốc thì bây giờ người ta sẽ làm gì? Người ta sẽ cho thuê. Thì bây giờ đối với những cái sản phẩm nào dễ cho thuê theo anh chị? Đấy, thì những cái sản phẩm chẳng hạn như là nó phải gần những cái trục tiện, đối diện những trục tiện ít, hoặc là những cái số lượng nó ít để cho nhu cầu về sân vườn. Như anh chị biết là bây giờ ở Phú Quốc đi, bây giờ mà anh chị hoặc là một cái người mà người ta thuê để mở một quán nhậu cũng vậy, hoặc là mở một cái nhà hàng, hoặc mở bất kỳ một cái gì đó, ưu tiên của người ta thứ nhất là về cái sự đặc biệt, phải có cái khoảng sân vườn hay gì đấy, nó phải có một cái sự đặc biệt để người ta sử dụng được cái khoảng không nó lớn, đủ lớn cho lượng khách, đúng không ạ? Thì trong một khu đô thị với những cái tiện ích về thương mại thì ở đâu đó những cái tiện ích về ăn uống vui chơi, thì khi đó những cái người mà người ta tới đây thuê, người ta sẽ lựa chọn rất là nhiều những cái mạng mà có sân vườn hoặc là có không gian đủ rộng, đặc biệt như Shophouse Garden anh chị. Thì ở trên đây là Phú đã giới thiệu qua cho anh chị về là về một cái những cái loại hình Shophouse, và đặc biệt là cái con đường Shophouse Garden ở trên cái con đường phố Hàn Quốc ha. Đây thì về bài toán đầu tư thì Phú cũng ở đây Phú chia sẻ về một căn mà thấy hiện nay là Phú thấy là rất là tốt luôn, là căn RB50 với diện tích đất là 182.04 m². Đấy, thì tổng diện tích xây dựng là 287.41 m². Thì như anh chị biết là cái đơn giá xây dựng đối với trong hợp đồng thôi nha anh chị.
đơn giá xây dựng trong hợp đồng đối với căn thường là rơi vào tầm khoảng 8 triệu rưỡi một mét vuông, đối với căn gốc là tầm khoảng 8 triệu 9, nhưng mà là 9 triệu đó, 8 triệu 9. Nhưng mà cái đơn giá này là cái đơn giá anh chị biết là trước dịch. Cái đơn giá thời điểm đó là trước dịch bệnh anh chị. Còn hiện nay, trong thời điểm hiện nay nếu anh chị biết thì thứ nhất là giá nguyên vật liệu tăng này, giá nhân công hiện nay là đang thiếu hụt này, nên đơn giá xây dựng hiện nay tăng rất là nhiều, đặc biệt là ở Phú Quốc. Theo như Phú thông tin được biết thì có một số dự án ở Phú Quốc hiện nay đấy, thì trong cái giá trị đầu tư của một cái bất động sản, đơn giá xây dựng của một căn nhà phố nó rơi vào tầm khoảng trên dưới 13 triệu một mét vuông, 13 triệu đồng một mét vuông anh chị. Thì ở đây Phú đang tính nha anh chị là ok, lấy cái mức giá là tầm khoảng 9 triệu luôn một mét vuông đối với căn góc, bởi vì căn góc thì có khoảng hông cái bên thì người ta đầu tư về kiến, về phải thiết kế rồi nữa, thì 9 triệu ha. Đấy, thì tổng kinh phí xây dựng thì Phú lấy 9 triệu nhân với diện tích xây dựng là ra tầm khoảng 2 tỷ, gần 2 tỷ 6 một căn. Thì đó, và giá trị đầu tư đối với căn RB50 đã bao gồm VAT, và bao gồm VAT rồi, nhưng mà cái này là bao gồm vay luôn rồi nha anh chị, là rơi vào tầm khoảng 13 tỷ 6 một căn. Đó, thì sau khi mà tính hết đi, Phú trừ hết đi đối với đơn giá đất thì Phú chia ra thì nó rơi vào tầm khoảng 60 triệu, tầm khoảng 60 triệu một mét vuông cho 61 triệu một mét vuông. Tức là anh chị thấy hiện nay bất động sản ở Phú Quốc, tất cả các dự án luôn, dù là đất thương mại hoặc là đất đô thị hoặc là gì đi nữa, thì cái giá đất nó rơi vào tầm khoảng trên 100 triệu một mét vuông anh chị. Nếu như mà nói về shop house garden thì anh chị thấy là trước đây cách đây khoảng 1 năm, 2 năm đi, thì đi ra đi shop house đi, nhà phố đi, đi ra Phú Quốc thì anh chị cầm có thể là 7, 8 tỷ, 8, 9 tỷ có thể mua được một căn rồi. Nhưng mà anh chị có thể thấy là hiện nay chẳng hạn như mình nói là bên sân đi, những căn The Center hiện nay có giá tầm khoảng là từ trên dưới 30 tỷ một căn. Còn ở bên chỗ VinWonder hiện nay mà chủ đầu tư Vin đang bán triển khai cũng tầm trên dưới 20 tỷ một căn. Với những cái diện tích là rơi vào tầm khoảng trên dưới 100 mét vuông nha anh chị. Đấy, thì mình thấy được là cái sự gia tăng về giá và cái giá hiện nay của bất động sản Phú Quốc đang ở mức độ mức là cao, nhưng mà còn sẽ còn cao nữa anh chị. Khi mà anh chị thấy là những cái thông tin những ngày gần đây chẳng hạn như là về khu Vin Thái Quan này của ông Jonathan Hiền Nguyện này, hoặc là con đường ven biển Bãi Trường này được đầu tư này, hoặc là sắp tới là khu gọi là Airport City, khu thành phố Đông Sân Bay do ông Jonathan Hiền Nguyện đầu tư, thì anh chị thấy là càng ngày Phú Quốc chắc chắn giá trị bất động sản sẽ còn tăng nữa. Nhưng mà ở đâu đó hiện nay May Home Garden nó là một cái đặc thù, là một trong những cái sản phẩm đang có là loại hình đặc biệt, loại hình rất là đặc biệt anh chị. Số lượng giới hạn mà giá đơn giá đất của một số căn nó chỉ cần tầm khoảng trên dưới 60 triệu một mét vuông, thì đây là một trong những cái sản phẩm mà rất là đáng đầu tư cho nhà đầu tư anh chị. Và anh chị lưu ý là giá trên là đã bao gồm là các cái quy hoạch về tiện ích này, chi phí thiết kế nhà này, cảnh quan sân vườn này. Nổi mà bây giờ để mà thiết kế cái cảnh quan sân vườn thôi, thì khi mà bàn giao nhà là người ta bàn giao bao gồm cảnh quan sân vườn mà, nên hầu như là anh chị là bao gồm trong đó rồi. Rồi về chi phí thiết kế nhà do ông Đắc Khóa thiết kế, cảnh quan sân vườn do ông Quang Lăng Cáp thiết kế, rồi về những cái quy hoạch tiện ích nữa. Tức là anh chị thấy đây là một cái giá rất là tốt anh chị. Pháp lý thì sổ đỏ từng căn. Còn về bài toán về dòng tiền đối với shop house garden, thì phương án mà khách hàng như đối với cái giá căn RB50 ở trên á, là phương án là vay ngân hàng, thì ở đây là mình ngân hàng hỗ trợ vay là 75% là ngân hàng VP Bank anh chị. Thì khách hàng chuẩn bị là 25%, thì ví dụ căn RB50 đi, ở đây mình lấy ví dụ căn RB50 diện tích 182 m² với tổng giá bán là 13 tỷ 6, thì khách hàng chuẩn bị 25% tương đương với khách hàng chuẩn bị tầm khoảng 3 tỷ 4. 3 tỷ 4 là khách hàng đã sở hữu cái căn shop house garden RB50. Thì đối với 3 tỷ 4 này, khách hàng sẽ thanh toán qua hai đợt. Đấy, đợt đầu tiên là khi khách hàng ký hợp đồng mua bán là 2 tỷ 044 là bao gồm cả tiền cọc anh chị là 15%. Và lần thứ hai là dự kiến tới ngày 30 tháng 6. Tức là tính từ thời điểm này thì khách hàng tầm khoảng 7 tháng mấy nữa, 7 tháng mấy nữa thì khách hàng mới bắt đầu là chuẩn bị dòng tiền cho đợt 2. Đó là 1 tỷ 362. Đấy, ở trên đây anh chị thấy là với cái dòng tiền như thế này thì hiện nay theo Phú là ở ngoài có rất là nhiều khách hàng, nhiều nhà đầu tư là người ta cũng đang sử dụng cái đang dư sức để người ta có thể đầu tư được những cái căn shop house garden như thế này. Bởi vì anh chị biết chẳng hạn như là đối với trên thị trường hiện nay, chẳng hạn như căn hộ ở Phú Quốc có căn hộ của sân thì giai đoạn vừa rồi người ta bán căn hộ là tầm khoảng từ 5 tới 8 tỷ, có những căn trên dưới 10 tỷ một căn, nhưng mà người ta cũng bán rất là tốt. Đó là căn hộ thôi, căn hộ mà 2-3 phòng ngủ là có giá đã tầm như vậy rồi. Đó, nên đối với những cái nhà vườn, nhà phố mình vừa sở hữu được cái đất này, vừa sở hữu được một cái căn nhà ở trong đó,
và sở hữu được những cái tiện ích xung quanh mà người ta đang xây dựng, sở hữu được cái quy hoạch của một cái đại đô thị, thì ở đâu đó đây là một cái giá trị rất là tốt, rất là đáng để khách hàng đầu tư. Thì đối với các cái bài toán đầu tư cho từng sản phẩm thì hiện nay Wikiland đã chuẩn bị tất cả những cái công cụ rồi, và hầu như từng căn một thì đã có rồi. Nên khi mà anh chị cần, các đại lý cần và anh em mà cần thì anh em chỉ cần nhắn với chỗ admin của Wikiland là ở chỗ Thơm á, thì sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin. Anh em chỉ cần gửi thông tin đó đến cho khách hàng thôi, chẳng hạn như là căn đó diện tích bao nhiêu, giá bao nhiêu, về chính sách thanh toán thế nào, thanh toán dòng tiền ra sao, là đã đầy đủ hết rồi, và đưa vào vị trí của từng căn ở trong đó luôn. Thì anh chị có thể liên hệ với ở chỗ Thơm ha, để có thể là nhận được những cái thông tin này. Thì phương án về sử dụng vốn tự có thì khách hàng sẽ được chiết khấu 8% và thanh toán trả chậm đến ngày 30/6/2020 anh chị. À, 30 tháng 6 ở đây là Phú đang tính đối với những cái căn Rosada nha anh chị. Còn đối với Aricot là như mình tới là tới tháng 10 năm 2, tới 2022. Đấy, thì tóm lại thì ở đây thì Phú cũng sẽ đưa ra một số cái lý do. Nói thì nhiều nhưng mà sẽ có một số lý do để đầu tư Mayhome Garden. Nói về Mayhome á thì có rất là nhiều lý do rồi. Đúng không ạ? Có nói về Mayhome là dự án đầu tiên, là dự án khu đô thị có tiện ích sống, rồi có pháp lý đầy đủ hay gì đó. Thì bây giờ Phú sẽ đi sâu vào Mayhome Garden, những cái yếu tố nào để mà khách hàng quyết định lựa chọn đầu tư. Khi mà đầu tư Phú Quốc thì đầu tư Mayhome, nhưng mà khi đầu tư Mayhome thì phải đầu tư Mayhome Garden. Thì lý do thứ nhất đó là loại hình sản phẩm, đặc biệt đó là nhà vườn trong khu đô thị. Đấy, như hồi nãy Phú đã chia sẻ cho anh chị đấy, thì giống như một cái người mà đi sưu tầm hoặc là một người đi đầu tư ấy, người ta sẽ muốn đầu tư đa dạng loại hình sản phẩm. Thì chắc chắn trong tay những cái nhà đầu tư mà sành sỏi thì người ta đã có biệt thự này, biệt thự để ở, biệt thự nghỉ dưỡng thương hiệu này, rồi nhà shop house này, rồi là nhà phố này, đất nền này, đủ thứ hết. Nhưng mà để mà sở hữu cho mình một cái loại hình mà nhà vườn trong khu đô thị thì đây là một trong những cái lý do để mình đầu mà khách hàng đầu tư Mayhome Garden. Thứ hai nữa thì đây là tất cả những cái căn Mayhome Garden đó, thì tất cả các căn đều là căn gốc, và cái thứ hai là tất cả các căn đều có sân vườn. Đấy, cái này là cái điều đặc biệt mà chỉ có Mayhome Garden mới có thôi. Cái thứ ba là số lượng sản phẩm giới hạn chỉ 66 căn. Nói chung là anh chị biết là trong một dự án hoặc là bất kỳ một loại hình nào thì ông nào cũng nói mình là giới hạn thôi, bởi vì tìm cái cách nào đó để nói cho ra cái sự giới hạn đó, chẳng hạn như giới hạn về vị trí này, đúng không? Giới hạn là nằm trên một cái khu clubhouse này. Nhưng mà đối với Phú ở đây thì Phú chia sẻ đó là giới hạn về loại hình. Rất quan trọng anh chị. Tức là anh chị biết là trong một cái khu đô thị đi, trong một cái dự án đô thị nào đó, thì để mà tìm ra một cái căn nhà phố mà căn gốc thôi giá trị cao, người ta đã dành nhau người ta mua căn gốc đó. Nhưng mà căn gốc đó lại có thêm một cái mảng vườn ở phía ngoài để người ta sử dụng nữa. Thì hầu như là hiện nay á, là đối với Mayhome Garden nó là rất là đặc biệt ở cái điểm này. À, và Phú chắc chắn rằng khi mà được thấu hiểu và khách hàng ra tận cái dự án mà có thể sờ, có thể nhìn thấy được những cái căn shophouse garden hiện nay ấy, thì khách hàng chắc chắn sẽ rất là thích để sở hữu những cái căn shophouse nhà vườn Mayhome này. Cái thứ tư nữa đó là đa dạng công năng sử dụng. Thì như hồi nãy Phú chia sẻ cho anh chị đấy, thì đối với chẳng hạn như một khu biệt thự trong khu compound thì công năng của nó là gì? Chủ yếu là hướng đến là để ở. Đấy. Còn công năng của một căn shophouse thì bình thường là người ta chỉ shop là để dành cho kinh doanh, nhưng mà hiện nay á, thì Mayhome Garden thì có thể là đa dạng công năng, có thể ở, có thể kinh doanh, hoặc có thể có vừa ở vừa kinh doanh, bởi vì cái điểm mạnh của nó là cái khoảng không đón nắng đón gió, đón ánh sáng, và cái diện tích đất lớn anh chị ha. Và một cái lý do nữa đó là giá trị đầu tư. Hiện nay nếu giá trị đầu tư Phú đây đưa ra đây là giá trị đầu tư mình không vay ngân hàng nha anh chị, thì tầm khoảng 12 tỷ đồng một căn là mình đã sở hữu một căn nhà vườn trong khu đô thị rồi. Đấy, thì anh chị thấy là hiện nay ở Phú Quốc mình này, bây giờ là nếu như mà nhiều khách mà muốn mua một căn nhà vườn hay đủ rộng ấy, thì người ta sẽ đi đâu đó người ta mua một cái miếng đất. Nhưng mà đất ở Phú Quốc thì hiện nay mà đầu tư mấy cái miếng đất đó thì pháp lý nó không có đảm bảo, nhưng mà rồi cái tiện ích thì không có. Đấy, đúng không ạ? Còn nếu mà đầu tư một cái căn shop hoặc là một căn nhà thì bây giờ cũng là rơi vào tầm khoảng trên dưới 10 tỷ một căn rồi. Nhưng mà rất là nhiều. Đấy. Hoặc là bây giờ anh chị nói là bây giờ ở Phú Quốc đi, nói đơn giản là nói về mô hình, cái công năng về về đầu tư. Khi mà khách hàng đầu tư thì anh chị nên hướng những cái sản phẩm mà cái công năng cực kỳ quan trọng anh chị. Bởi vì
cái yếu tố đó là yếu tố cạnh tranh ở Phú Quốc cực kỳ lớn, đặc biệt là trong cái lĩnh vực về du lịch. Anh chị thấy là ở Phú Quốc hiện nay resort rất là nhiều, về những cái mà để ở chẳng hạn như về condotel rất là nhiều, mini hotel cũng vậy, nó rất là nhiều. Thì ở đâu đó những cái công năng mà về về lưu trú thì ở đâu đó có sẽ có tính cạnh tranh, nhưng mà ở đây những cái công năng mà để cho thuê, đối với Mayhome Garden thì theo Phú đó là cái công năng về cho thuê hoặc là công năng về kinh doanh về những cái ăn uống hoặc là cà phê, thì đây là một trong những cái điểm mạnh mà mình có thể đánh tới để cho nhà đầu tư người ta thấy được cái giá trị công năng của Mayhome Garden. À, thì trên đây là tất cả những cái mà Phú chia sẻ về câu chuyện về một cái nhà phố để mà phục vụ cho mục đích là công năng là kinh doanh và ở. Và ngoài ra thì Phú cũng là chia sẻ cho anh chị đến những cái là về cái điểm mạnh của Mayhome Garden, những lý do đầu tư về Mayhome Garden. Đấy, thì cũng mong rằng sau cái buổi chia sẻ này thì anh chị sẽ có những cái hiểu thấu hơn về Mayhome Garden và có thể là tự tin hơn để mình chia sẻ đến nhà đầu tư. Cảm ơn anh em rất là nhiều.